Xin chào các bạn đến với môn học lập trình giao tiếp thiết bị bài 8 web server phần 1 web server ở chế độ ACT. Hôm nay chúng ta cùng thực hiện bài tập lập trình web server ở chế độ ACT hiển thị thông tin cá nhân. Thực hiện bài tập này cần chuẩn bị các linh kiện và thiết bị như sau: một bo mạch S32 desktop V1, dây nạp cốt cho S32, laptop đến máy tính có kết nối internet, phần mềm Arduino áp 2.0. Thực hiện bài tập trên thiết bị thật, lập trình với phần mềm Arduino 1DM2.0. Wi-Fi để S32 kết nối. Tạo một đối tượng web server với tên là mạng server và cổng kết nối là cổng mặc định 80. Khởi tạo kết nối đến điểm truy cập Wi-Fi theo thông tin sys đã khai báo. Sau đó phương thức on của web server truyền vào hai tham số. Thứ nhất là đường link khi client tạo HTTP.